chiếm được cảm tình nhiều bởi vì cảm giác nó nhỏ gọn, nhiều bạn yêu thích, kính lưng lửng. Nói chung là nón dành cho dân chơi đi phố hàng ngày, gọn gọn giống như nhau. Nhưng mà cái Kite Tiger này có hai cái ốp hai bên á, thì nó che hai bên lỗ tai, nó đỡ nóng. Dòng nón nửa đầu Kite Tiger mà hôm nay các bạn đợi chờ, nhiều bạn hỏi lắm luôn á, nay đã về hàng rồi nha các bạn. Đợt này là nó có thêm cái size 2XL nữa. Nhưng bạn nào đầu to vẫn đòi được, nhưng mà mình nghĩ những bạn nào á mà form đầu to quá đội cái nón này sao không đẹp. Ví dụ như mình đi, cái đầu mình là 56.5 nè, mặt hơi to hay mập, đội vô thì nhìn nó không hợp lắm. Còn những bạn nào mà mặt hơi gầy gầy xương xương đội sẽ ok hơn. Cái màu hot nhất của nó này là màu trắng, này là 2XL, đội vào nó xây qua xây lại gì ok luôn. Thì chắc khoảng 59 cm đội là ok á, không có bị cắn đau. Nhưng mà nó hơi lửng trên đây, được cái là nó bù lại có hai cái ốp tai hai bên. Kính màu đen cũng là cái phụ kiện mà nhiều bạn thích, thì nón 980.000, kính theo nón mặc định là màu trong suốt. Kính màu đen này bạn phải mua thêm nha, giá là 220, mua chung với nón là giảm 10%, sau đó sẽ còn 198.000. Nhìn ngang các bạn sẽ thấy cái kính nó chỉ tới cái miệng mình thôi, chứ nó không có sâu xuống dưới. Còn cái form nón thì cũng ok, nói chung là dành cho những bạn nào ưa sự nhỏ gọn nhưng mà giá thì hơi cao một chút xíu, 980. Bên mình cũng có bán cái mũ Yema này, nó sẽ có cái ưu điểm hơn kia chút xíu á, là cái kính này nó che sâu qua cái cằm luôn, cho nên gió nó sẽ không có bị lùa quặn vô trong nhiều giống như cái nón kia. Ngoài sau nó có cái vòng xoay này, mình có thể siết vô cho nó vừa chắc với cái đầu thì nó sẽ ổn định hơn, đi nó không có bị mà lắc lư gì đó nhiều. Và mức giá của nó chỉ có 550.000 thôi, cũng được bảo hành một năm luôn ha. Kính thì bật lên bật xuống giống như vậy nè. Nhưng mà nào không thích cái kính che full mặt gì, có thể chọn cái kính nửa mặt cũng ok nha các bạn. Thì cái nón này chỉ có 550.000 thôi, bạn thích nào chơi đó. So sánh thì hai cái nó cũng gọn gọn giống như nhau, nhưng mà cái Kite Tiger này có hai cái ốp hai bên á, thì nó che hai bên lỗ tai, nó đỡ nóng hơn, nó là cái ưu điểm vượt trội hơn so với cái nón Yema này. Thì đợt này cũng có về những cái nón 3/4 KYT Venom, cái nón màu trắng thì nó đang là trend và cũng là cái dòng bán chạy nhất của cái nón này. Giá của nó là 1.800.000, được pre ship toàn quốc và bảo hành 2 năm. Kính âm trong thì bấm này nè, nó sẽ nhả ra. Dòng này có mặt trên thị trường quá lâu rồi cho nên mình cũng không có phải quảng cáo gì nhiều. Kính âm bên trong thì nó không che hết, phủ toàn bộ tầm nhìn, nhưng mà được cái là cái độ trong, độ nét và nó rất là dễ chịu. Nó màu dạng khối đậm á, chứ nó không có phải là cái màu đen thui giống như những cái nón khác. Nó kiểu giống như Yohi á, nhưng mà nó đậm hơn Yohi chút xíu. Nói chung là nó trong cái khoảng rất là dễ chịu. Còn cái màu này là màu trắng cam Cosy, bên đây là cái tem Star, màu trắng rồi đỏ xanh, thích màu nào thì chọn màu đó. Ngoài ra còn những cái màu tem Basani này nọ nhiều lắm, nhưng mà mấy cái màu này hôm nay nó hết, nó mới về lại thì mình giới thiệu thôi. Điểm nhấn chính á, là cái KYT Tiger này chiếm được cảm tình nhiều bởi vì cảm giác nó nhỏ gọn, nhiều bạn yêu thích, kính lưng lửng. Nói chung là nón dành cho dân chơi đi phố hàng ngày. Cái nón đi đường dài nó sẽ mệt lắm, nhưng mà nào có nhu cầu mà đi tour, đi du lịch chơi cho khỏe thì nên đầu tư cái nón ít nhất là 3/4, kính nó che phủ xuống sâu. Ví dụ như cái Venom nè, hoặc là những cái nón full face thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.